Hello, hiện tại mình đang trên xe của khách sạn chở mình đến sân bay. Thì nếu như ai mà ở xa sân bay quá thì có thể mướn khách sạn giống như mình ở qua một đêm, sau đó xe khách sạn sẽ chở mình đến sân bay rất là dễ dàng và họ khiêng vali cho mình lên xe và cũng như là khiêng xuống xe. Mọi thứ thì rất ư là tiện lợi. Hôm nay mình đi hãng máy bay Japan Airlines. Vì đi vào ngày thường đó nên cũng không có đông lắm. Vô đói quá nên mình kêu một cái burger ăn. Thì burger ở sân bay của Mỹ là khoảng 20 đồng một cái, thì cũng mắc so với giá của bên ngoài. À, nhưng mà các bạn nào có quốc tịch Mỹ thì nhớ về Việt Nam thì phải xin visa nha các bạn. Mình thì book vé máy bay trên mạng nên check in thì cũng nhanh thôi. Thì mình nghe nói là nhiều người đó mua máy bay qua một người khác rồi đi ra ngoài sân bay không có đi lên máy bay được. Thì mình chia sẻ là nếu mà ai mà có thể mua online đó thì mình thấy cũng dễ dàng, tiện lợi. Hôm nay chuyến máy bay của mình á thì không có đông lắm. Các bạn có nhìn thấy ghế phía sau thì cũng vắng người thôi. Mình chia sẻ thêm là nếu mà ai mà lên máy bay mà buồn quá đó thì có thể có một cách này mà các bạn có thể xem YouTube, là các bạn mua một cái gói premium của YouTube, sau đó mình download tất cả những video nào mình thích coi về trong máy thì không cần phải wifi như rồi mình vẫn có thể coi được. Thì các bạn có thể tạo account rồi sau đó thử coi một tháng free rồi hoặc là đăng ký một năm thì như thế nào thì cũng được. Nên lên máy bay thì rất là chán nên mình download rất là nhiều video, nào là nhạc, nào là phim, nào là hài, nào là những cái kịch. Thì mình coi như vậy đó thì sẽ làm cho mình bớt nhàm chán hơn đó các bạn. Đây là bữa ăn đầu tiên trên chuyến bay của mình. Thì đồ ăn thì cũng không có gì đặc biệt hết. Tại vì sao? Tại vì mình ngồi ghế economy thôi, đó là ghế thường thôi, không phải là ghế business hay là premium gì hết. Nên đồ ăn thì cũng ăn ok, không ngon nhiều, nhưng mà cũng không phải là dở không ăn được. Thì nhân viên phục vụ trên hãng máy bay Nhật Bản thì rất là tốt, họ rất là nhiệt tình với mình. Sau khi một bữa ăn rất là no thì họ còn cho thêm kem nữa rồi trà nữa, mình ăn không có nổi, rất là no rồi, đồ ăn rất là nhiều. Đây là bữa sáng. Bữa sáng này chỉ có pizza thôi thì cũng không có gì đặc biệt hết, mình không có ngon nên mình cũng không có ăn. Thì cái bữa tiếp theo á, bữa thứ ba đó thì cũng không ngon luôn nên mình cũng không quay cho các bạn coi, tùy khẩu vị của mỗi người thôi à. Và đây là sân bay của Việt Nam, mình đã đến Việt Nam rồi. Ôi chơi cha, thiệt là nhức đầu, đến đây là phần nhức đầu nhất là các bạn đợi rất là lâu luôn. Mình đứng đây chắc phải hơn nửa tiếng rồi nhưng mà cái hàng á nó không có di chuyển được nhiều lắm. Mình cũng nhưng mà mình nghĩ là lâu lâu về Việt Nam một lần thì thôi, đứng đợi như thế này thì cũng chấp nhận thôi, chứ bây giờ biết làm sao bây giờ. Và đây là mình đã đến Landmark 2 rồi. Thì mình đã book Landmark 2 qua Airbnb thì dễ dàng thôi. Nếu các bạn nào không biết thì có thể lên website hay là download app Airbnb về rồi mình book qua mạng. Thì hiện tại đó là mình ở Landmark 2 nha các bạn. À, cái phòng này đó mình book lại với giá là khoảng, mình nhớ là 43 đồng một đêm, là khoảng 1 triệu đồng Việt Nam một ngày đó. Thì phòng thì mình thấy rất ư là sạch sẽ, mình đã chọn rất là kỹ ở trên Airbnb, mình soi nào là có sạch sẽ hay không, rồi mình đọc review, rồi mình nhìn cái giường qua, mặc dù là qua hình ảnh thôi nhưng mà mình cũng đoán được. Nên mình dạy các bạn mà book qua Airbnb đó thì phải xem rất là kỹ nha. Mình nhớ đọc review xem mọi người có khen hay không, có chê là cái nhà này có dơ hay không, rồi giường có êm hay không. Thì mình thấy là mình may mắn là mình book cái phòng này rất là vừa ý mình, không có gì chê hết. Và đặc biệt là cái phòng này đó, máy giặt, có cả máy giặt và các cả máy sấy luôn. Giặt sấy rất ư là dễ dàng, rất là giúp cho mình mỗi ngày có thể giặt đồ mà không cần phải lo là phải phơi mà trời mưa hay gì hết. Họ cho mình là hai đôi dép nè. Còn đây là phòng tắm.
thì mình thấy là phòng tắm thì cũng giống như là phòng tắm ở bên Mỹ thôi, cũng không có gì đặc biệt nhiều. Thì cái phòng của mình chỉ có một phòng ngủ thôi và có bàn ăn nè, rồi chỗ coi tivi nè. Mình nhìn ra cửa đó thì mình thấy cái view là view, tạm gọi là view thành phố. Nè các bạn thấy không? Đây. Vậy đây mình mở cửa ra. Đó các bạn, đây là bên tay trái đó, là máy giặt và máy sấy. Khi nào mình muốn giặt sấy đó thì mình giặt rồi xong mình phơi đồ ở bên. Mình ở cái phòng này rồi, mình ở đây khoảng 9 đêm, mình thấy cái nệm này rất là êm luôn. Và mình đã trải nghiệm qua cái phòng này rồi, mình không quảng cáo cho ai hết. Thì nếu mà ai mà về Việt Nam mà muốn ở Landmark á, thì mà muốn book cái phòng này thì có thể liên lạc với mình sẽ gửi cho bạn một cái link để các bạn book thôi. Tại vì mình ở mình thấy giường êm quá nên mình giới thiệu vậy thôi. Chứ còn các bạn có thể đi lên Airbnb và chọn cho mình một cái phòng nào vừa ý các bạn thì các bạn book thôi. Rất ưa này, dễ dàng, mình lên online, trả tiền online hết. Mọi thứ thì mình có thể cancel, họ có ngày mà mình phải cancel đó các bạn. Nên bởi vậy mình không phải lo là mình mất tiền hay cái gì hết. Mình nếu mà mình không đi được á, thì mình cancel thôi, nhưng mà nhớ là cancel trước cái ngày mà họ quy định nha. Ở Landmark 1 và 2, 3, 4 đó thì đi ra ngoài cái trung tâm mua sắm thì rất là gần luôn, chỉ đằng sau cái tòa nhà của Landmark 1, 2, 3, 4 thôi. Thì mình đã đi đến cái trung tâm mua sắm rồi. Ở đây thì khu ăn uống rất là nhiều luôn. Và mình sẽ quay cho các bạn những trải nghiệm của mình về Việt Nam và đi ăn những món ăn ngon nào thì mình sẽ quay cho các bạn cùng xem. Các bạn nhớ đón xem những video tiếp theo của mình là để cùng mình khám phá Việt Nam có những ẩm thực gì ngon. Và mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn công viên lớn nhất Sài Gòn đẹp hay là không đẹp đối với trong mắt của mỗi người và như thế nào thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Các bạn nhớ đón xem video tiếp theo của mình nhé. Chào các bạn.